biết không, là mỗi lần mà anh quay chương trình á, làm ví dụ ngày mai quay ấy, là hôm nay cách một ngày hay hôm nay là hỏi là em ơi có đồ gì chưa, có đồ chưa là để chạy qua lựa tha hồ lấy vậy thôi. Giống như hồi bữa mà quay cái gì mà của người Nhật có chị là tức tối là điện cho em mà bữa sau cũng xong cáo Nhật để cho quay nó chị vừa 60 phút rửa là liền cáo trong đêm, là tức là tối mai sáng có cáo Nhật tới chồng luôn mà không có được tiền cho em. Em nói lì xì nó 2.000 đô cho em á, cái đã cho nó thôi lì xì nó hơn thôi. Em để cho anh ăn, em nuốt cơm chứ cơm này ngon lắm á. Em lên lên coi Nguyên Vũ có lãnh tiền cách xe không? Anh được hỗ trợ quần áo mà. Chị ơi, em chắc khéo quá, không được rồi, em phải lên em lấy trực tiếp luôn. Chương trình là gì? Cái chung đó nha. Chị mấy cái mặt này cũng đẹp, em cũng phải lựa trong đó, em qua bên Thái Lan lựa luôn đó, mà cũng không đưa tiền cho em luôn. Đúng không, đúng cái nơ này á là không phải là nơ bình thường mà nó là sứ, gốm sứ. Đó, rớt xuống là chỉ có bể thôi. Đâu rồi? Dạ. Dạ nó bật sứ luôn đó cơ. Dạ luôn đó. Cái đó do ăn gỡ đúng không chị? Tự nhiên cái mọi người có một mình Nguyên Vũ ăn cơm không cho nuốt vô là sao không biết nữa. Anh đi về đi.